Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh của hai nhân vật phim hoạt hình rất là nổi tiếng, đó là Tom và Jerry đang đi câu mọi người nha. Và mọi người cùng mình theo dõi hết video để xem sản phẩm của mình nhé. Và bức tranh của mình ngày hôm nay thì hình ảnh về nhân vật Tom và Jerry mọi người nhé. Về phần những phần cây ở bên thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh để tô cho những cái phần cây có trong bức tranh này mọi người nha. Bia với lại Thủy, với lại vợ chồng nhà hàng xóm mới, với vợ chồng nhà chị, có ba nhà xung quanh xóm nào. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến cái màu xanh dương để tô cho cái phần đám mây ở trên đầu mọi người nhé. Xóm này chị ngày nào cũng bia. Hôm trước mà em với các bạn em đi uống đi ăn nướng ấy. Hay là nó vãi ăn nướng xong nó bia. Lỉnh đường gặp bia. Bảo là ăn nướng uống bia sao mình. Đúng làm gì nữa, ăn nước phải uống bia. Em toàn uống coca thôi. Mình sẽ sử dụng đến màu nâu đậm để tô cho cái phần gỗ này. Hay là nó cầm chai bia với mình rót nước ngọt. Hai nó cũng nhau. Phần gỗ làm thềm ngồi thì mình sẽ tô màu nâu đậm. Mình đã tô xong cái phần thềm gỗ mà tôm của mình đang ngồi rồi. Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu xám. Màu xám để tô cho cái phần lông của tôm mọi người nha. Tôm và Jerry là hai nhân vật hoạt hình rất là nổi tiếng và được các bạn nhỏ rất là yêu thích mọi người nha. Mình sẽ tô đến cái phần mèo tôm của mình với cái màu sắc đó là màu ghi mọi người nhé. Phần môi phần đầu nhất mình sẽ tô màu cam nhé. Hôm chủ nhật chị định đi khuyên mũi. Em sợ đau à? Tầm này sợ cái gì đau nữa. Em nào đi đây? Em có đi không? Em có khuyên mũi không? Má em đi, khuyên tai khuyên mũi làm gì? Trời ơi. Em khuyên đau lắm. Không làm gì hết được đâu. Trời đất. Bao nhiêu năm trời vẫn không có khuyên mũi là biết rồi. Khuyên tai khuyên mũi hết chứ. Em chỉ cần khuyên ta cũng đã thấy khúc rồi này. Không có gan. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu nâu sáng để tô cho cái phần Rari của mình nha. Vâng,
Và Derry của mình đang còn đánh đu ở trên cái phần cần câu của tôm nha. Mình sẽ sử dụng đến màu đỏ để tô cho cái phần phao câu cá. Và mình đã hoàn thành với bức tranh về hai nhân vật hoạt hình rất là nổi tiếng của mình rồi các bạn nha. Và đây là sản phẩm của mình các bạn nhé. Và như các bạn có thể thấy thì ở trên tay của mình là một bức tranh rất là xinh vậy này, để kết hợp rất là nhiều các phân loại màu sắc. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.